Mến chào quý vị và các bạn trở lại với kênh Chuyện Ma cùng Thiên Như. Và mình là Thiên Như, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay. Mến chúc tất cả các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thiệt là thư giãn luôn nghe. Rồi ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên trong ngày hôm nay luôn. Và cái câu chuyện đầu tiên này á, mình được một cái người anh của mình gửi lại cho mình thông qua Facebook. Thì anh cũng có gửi nhiều câu chuyện về cho Như rồi, và Như cũng đã kể ở những cái tập chuyện trước. Và ở lần này á, anh gửi chuyện về cho Như thì cái nhân vật chính ở trong câu chuyện này á, chính là ông nội của anh luôn. Thì Như xin phép đặt tên cho ông nội ha. Mình đặt tên ông là, mình kêu bằng ông Chính đi. Và cũng có một ông nữa cũng xuất hiện ở trong câu chuyện luôn, là một người bạn cũng khá là thân. Với lại cái người này là cũng ở kế bên nhà của ông Chính luôn. Mình kêu bằng ông Tư ha. Bối cảnh xảy ra câu chuyện này là ở tại dưới An Giang, ở dưới miền Tây của mình luôn. Và ông nội của anh này á, nãy mình gọi là ông Chính á, thì ông Chính á, hồi xưa là ông có đi theo cái nghiệp thầy bà, nhưng mà sau này ông nhất quyết là không có truyền lại cho con cái. Tại vì ông Chính nói á, là khi đi theo cái nghiệp thầy bà này á, thì sẽ có những cái nghiệp riêng, bởi vì làm cái nghề này thì đặc thù là như vậy luôn, nên là ông Chính không có truyền lại cho con cái bất cứ cái gì hết trơn á. Còn về cái hướng của ông Tư thì nhà ông Tư là ở sát nhà với lại là nhà ông Chính luôn, thì ông Tư là người bình thường thôi, không có theo thầy bùa gì hết trơn á. Đợt đó là gần ngay tới cái dịp Tết, thì khi mà Tết ở dưới miền Tây của mình hay có cái tiết mục là nấu bánh tét. Bánh tét là có mấy loại nha, bánh tét nhân đậu xanh nè, rồi bánh tét nhân chuối, với lại là bánh tét nhân thịt. Thì mình á, là mỗi Tết á, là mình ghiền nhất là cái món bánh tét nhân chuối luôn á. Tới Tết á, thì thấy nhà ai cũng có nấu, cũng có gói bánh hết, ăn thì ngán, mà tới chừng qua Tết rồi á, thì thèm lại không có mà để ăn. Thì gần Tết á, là ở xóm của ông Chính nè sẽ rất là vui, rất là náo nhiệt luôn. Vì những người dân ở trong xóm á, sẽ ra ở cặp một cái mé sông. Mọi người á, thì tới cái khu vực trước nhà của mình là ở ngay chỗ cặp mé sông đó ha. Rồi dọn củi, dọn son ra để nấu bánh tét. Tại sao á, không nấu trong nhà mà lại lựa chọn cái khu vực cặp mé sông để nấu? Vì hồi đó là cái câu chuyện này xảy ra cũng khá là lâu rồi. Khu vực của ông Chính ở là toàn là nhà lá không à, chứ không phải là nhà tường giống như mình bây giờ đâu. Do như vậy trong cái chuyện mà mình nấu bánh tét á, là mình nấu là lửa ngày kia đồ thì sợ gây ra hỏa hoạn, nên là những người dân ở trong xóm của ông Chính á, mới lựa chọn là sẽ nấu bánh ở gần khu vực của cái sông này nè. Có gì á, thì múc nước dưới sông lên tạt cái là tắt liền, không có gây hỏa hoạn nguy hiểm cho nhà cửa này kia đồ ha. Những cái ngày gần Tết đó là giống như một cái ngày hội vậy đó, thì kêu bằng ngày hội nấu bánh tét ở dưới quê ha, rất là vui luôn. Thì á, những người dân của mình á, mỗi nhà là ai cũng có nồi bánh tét thiệt là bự vậy đó. Mà nấu bánh tét là nấu lâu dữ lắm ngàn, chứ không phải nấu 1-2 tiếng là xong đâu. Ở dưới nhà ngoại của Như á, Như thấy mỗi lần mà ngoại nấu á, là một nồi bánh tét là phải nấu 14 tiếng mới tới 16 tiếng luôn, thì bánh ở trong á, nó mới ngon được. Thì em không biết là mấy chỗ khác á, thì nấu có lâu cũng vậy không. Thì Như nghĩ á, chỗ nào cũng vậy, chắc cũng phải nấu đủ giờ đủ giấc thì á, bánh mới ngon, rồi cái nhân ở trong nó mới mềm ngon được ha. Là dọc theo nguyên cái mé bờ sông đó là có đâu mấy chục nồi bánh tét vậy đó, nhà ai cũng nấu hết trơn mà. Còn riêng về cái ông Tư, bạn của ông Chính đó, là ông Tư này nghe, ổng ra ổng xí chỗ trước, ổng ra ổng kiếm một cái chỗ thiệt là đẹp để mà ổng lựa chọn ổng nấu. Do cái chỗ đẹp đó là ở gần với nhà của ông Tư này luôn, nên là ổng ra ổng giành, ổng xí trước, đâu có ai giành lợi ổng đâu. Chính vì do cái đặc thù là phải nấu bánh trong thời gian dài vậy đó, nên là mình đâu có thể nào mà mình ngồi hoài, ngồi lì đó mười mấy tiếng đồng hồ nổi. Khi mà mình nấu là khi nào mình ra, mình cần thì mình sẽ ra, mình thêm củi vô, với lại là mình sẽ trở bánh, rồi mình đổ thêm nước vô cho nồi bánh. Thì xong rồi mình cũng trở vô nhà, thì đâu tầm nửa tiếng hay là 20 phút gì đó, mình sẽ đáo ra để mình thăm cái nồi bánh tét nữa. Chứ thiệt sự mà ngồi canh mười mấy tiếng để mà nấu ra cái nồi bánh này thì cũng thiệt là ngán lắm luôn á hén quý vị.
mấy anh chị cô chú ở đây á, bắt đầu nấu bánh là buổi trưa trưa á, là bắt đầu gói bánh hàng gói cho tới chiều chiều là bắt đầu xong rồi đó, là chuẩn bị nấu một cái nồi nước lên rồi bỏ bánh vô rồi cứ thay phiên nhau á, là châm củi rồi thêm nước cho tới lúc này á, cũng tầm 10 giờ tối rồi, ở nhà cũng hơi buồn buồn ngủ nên là ai buồn ngủ rồi á, thì vô nằm ngủ một chút, nhờ những người thân mà ai còn thức á, thì sẽ ra ngoài canh thêm củi với lại là thêm nước. Tới cái độ này á, là tầm khoảng 11 giờ mấy ngàn thì lúc này á, là ông chính á, ổng mới đi ra ổng kiểm thăm cái nồi bánh tét của ổng, thì khi mà ra hay thì ông chính ổng mới hửi thấy một cái mùi sao mà nó chua lè chua lét, nó chua lờm luôn. Thì cái mùi này á, là phát ra ở ngay đầu hướng ngọn gió, chính là phát ra từ cái nồi bánh tét của nhà ông Tư đó. Thì á, ông chính cũng có đi qua coi thì thấy sao mà cái nồi bánh tét của ông chính á, là nước thì vẫn còn sôi nghe, mà cái mùi bốc ra giống như là đang nấu một cái nồi bánh tét mà bị hôi bị thiêu cũ mềm từ đời nào vậy đó. Thấy trong cái nồi bánh tét này rõ ràng á, là nó có cái gì đó nhây nhây nhớt nhớt, còn ở xung quanh cái nồi bánh tét của cái ông Tư này á, là cũng thấy có một cái chất gì đó nó nhây nhây nó nhớt nhớt mà nó có cái màu đen đen. Cái mùi của cái chất màu đen này á, là nó cũng hơi hôi với lại là tanh dữ lắm. Còn riêng về những cái bánh tét á, đang nấu sôi ồ ồ vậy đó, chuẩn bị đợi chín là vớt ra ăn thôi, mà bây giờ không biết làm sao á, nhìn cái phần vỏ bánh tét ở ngoài á, nó nhớt nhau thấy ghê lắm. Còn cái nước nấu á, thì nó cũng nổi lên những cái dáng giống như là bị rong hay là bị cái gì đó vậy đó. Thì khi thấy vậy, ông chính cũng qua kêu ông Tư để ông Tư ra thăm cái nồi bánh tét của ổng. Thì ông Tư cũng ra. Thì khi ông Tư cũng ra ông coi xong thì tự ông Tư còn hết hồn vì tại sao cái nồi bánh tét của mình nó lại bị như vậy nữa. Công sức gói ghém nấu cả nguyên một nồi bự như vậy mà bây giờ không hiểu làm sao nó lại bị hôi thiêu tanh rình vậy luôn. Thì ông Tư cũng có vớt mấy cái bánh tét ra, thì ông vớt ra ông cắt thử thì thấy là ở trong cái phần bánh tét á, những cái nếp thì nó đã hơi chín thôi chứ vẫn còn sực sực. Mặc dù như vậy nghe là cái mùi hôi thiêu nó vẫn phát ra, thấy là ở bên ngoài cái lớp nếp á, là có một cái chất nhớt nhớt nhây nhây giống như là mình đã để cái bánh này qua cả 20-30 ngày vậy đó, là kiểu dạng giống như vậy đó, nó bị hư là nguyên cái nồi bánh tét của ông Tư này á, hư hết trơn luôn, đành phải đổ bỏ thôi. À mà cái chỗ mà ông Tư ổng nung cái nồi bánh tét này á, là cái chỗ của ổng là sát ở mé bờ sông nhất luôn nha. Cái chỗ ông gần với mé bờ sông mà vị trí là thuận lợi là đẹp nhất luôn là do ông Tư ổng xí lúc đầu đó. Do nhà của bên ông chính á, là ông chính phải ngày nào cũng sẽ nấu bánh tét vậy á, là do khi tới Tết thì gia đình của ông chính sẽ làm thêm cái nghề nấu bánh tét để mà bán nên là ông chính ngày nào cũng nấu hết. Thì mỗi ngày ông chính nấu ông chính đều nhìn thấy là cái nồi bánh tét của ông Tư á, xong mà nó cứ hư hoài. Nó hư ngày đầu tiên nha, là cái mình mới kể hồi nãy đó, là hư một ngày, qua tới ngày hôm sau thì cũng gói bánh lại hen, cũng làm kỹ lưỡng cũng kỹ lắm nha, do ngày qua hư bánh vậy rồi thì qua bữa hôm nay cũng làm lại, cũng canh nước canh lửa đồ đầy đủ, nhưng mà cứ tới lúc tối tối thì nguyên cái nồi bánh nó lại nó bốc lên cái mùi hôi thiêu mà nó tanh rình vậy đó. Tất cả những cái người mà nấu bánh ở đó ai cũng nghe hết trơn, nghe cái mùi cái dội liền luôn chứ hết muốn ăn bánh luôn. Là ông Tư cũng hư hai nồi rồi nghe. Qua tới cái nồi thứ ba ngày hôm sau thì tới cái nồi này ông Tư ổng có cảm giác là không biết ổng suy nghĩ là cái chỗ của mình gần sông quá, không biết có ma da hay gì lên không. Ông Tư mới nhờ ông chính là vẽ nguyên một cái dòng bùa ở bên ngoài cái ở bên ngoài khuôn viên của cái nồi đó để mà bảo vệ cái nồi này, do ông chính ông cũng nghi nghi rồi ở dưới đây không biết có ma da hay gì không, nhiều khi thấy mình đốt lửa nóng lên vậy đó cô ma da nó lên nó sưởi ấm. Thì ông Tư ông cũng nghi vậy thôi, đoán mò thôi chứ thực sự thì cũng có biết tại vì ông Tư ông chưa có gặp mà. Rồi thì tới tối cái bữa thứ ba ngày hôm đó ông Tư này á, do mệt quá rồi chỉ có muốn nấu cái nồi bánh tét á, để Tết ăn rồi đãi khách khứa bạn bè thôi, mà nấu ngày nào nó cũng hư hết hai nồi là bên nhà của ông Tư hư quải rồi nghe.
Tới cái ngày thứ ba này á, giờ là đuối rồi. Ông Tư á, thấy là bên ông Chính do ông Chính bán mà, nên là ông Chính á, cứ thường xuyên ra canh lửa vậy đó. Nên là ông Tư cũng có nhờ ông Chính: "Thôi Chính, vợ mày giúp giùm tao đi, sẵn mày canh lửa với mày canh bánh giùm tao đi, qua bữa sau thì tao gửi cho mày ít hen." Đó, thì ông Tư cũng có nhờ ông Chính vậy đó. Thì ông Chính này á, chỗ bạn bè làng xóm với nhau không có gì hết, thì ông Chính cũng trả lời: "Rồi ok, mày cứ làm gì mày làm đi, để tao canh giùm cho." Là ông Chính ổng cũng đảm nhiệm luôn cái vai trò là canh hai cái nồi bánh tét này. Tới cái bữa thứ ba này á, là cũng có le que vài cái nồi bánh tét người ta nấu, do mấy ngày trước á, thì người ta cũng đã nấu nhiều rồi. Còn tới những cái ngày hôm sau này á, thì ai chưa nấu thì tới bữa nay á, mới nấu thôi. Thì lúc ông Chính ổng ra ổng coi cái nồi để ông thêm nước thêm củi vô á, thì ông Chính có đi qua bên cái nồi của ông Tư để coi kiểm tra, thì thấy cái nồi ông Tư vẫn bình thường nghe, vẫn không có mùi gì hết, là thấy cũng im im rồi đó. Rồi ông Chính cũng trở qua bên chỗ cái nồi bánh tét của mình để ông Chính cũng thêm nước thêm củi vô. Sau khi mà xong xuôi hết á, thì ông Chính mới trở vô trong nhà. Do khi đó thì ông Chính cũng hơi khó ngủ, ngày nào cũng thức khuya quen rồi, nên là ông Chính ngồi ở trước cửa nhà của mình á, ông ngồi đó ông rót một bình trà ngồi uống, sẵn canh hai cái nồi bánh chứ không có vô nằm ngủ. Thì đang ngồi uống trà đó nghe, thì ông Chính ổng mới thấy là ở ngoài mé sông á, cái ngày hôm đó thì không phải là có trăng có sao gì nhiều đâu nghe, mà là do ánh sáng của những cái đốm lửa là những cái nồi nè nấu, nên là ông có thể nhìn thấy được một cái phần diện tích xung quanh, thì thấy cũng khá là rõ do ánh sáng của những cái đốm lửa đó. Thì ông Chính ổng mới thấy là từ ở phía xa của ngoài con sông á nghe, là có nguyên một cái đám lục bình. Tự nhiên không biết làm sao, thấy nguyên cái đám lục bình này nó chẻ ra làm hai, giống như là đang vạch đường cho một cái chiếc ghe, là cho một ai đó đi vậy đó. Thì ông chú Chính bắt đầu mới để ý rồi, ông mới dòm ra ở ngoài cái mé sông đó, ông mới thấy là có nguyên một cái bóng đen đen thùi lùi luôn nha, ông Chính ông không thấy rõ là cái gì đâu, thấy nguyên một cái bóng đen thui thùi lùi vậy đó, đang rẽ hai bên lục bình, rẽ qua hai bên, rồi sau đó là cái bóng đen đó từ 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 tiến lên lại gần cái chỗ mé sông, là đầu tiên là tiến lại gần cái lò bánh của chỗ ông Tư, rồi á thấy rõ ràng luôn nghe, là nguyên cái bóng đen đó nó nhây nhớt lắm, nó lết từ 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 ở dưới mặt sông, rồi nó lết lên 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 mặt đất, rồi nó tiến gần về ngay chỗ của cái lò bánh của ông Tư. Không biết làm sao á, nó chỉ đứng nó tầm khoảng vài giây thôi, sau đó nữa thì cái bóng đen thui thùi lùi mà nhây nhớt này á, mới bắt đầu là di chuyển qua bên cái chỗ của cái nồi bánh của ông Chính đó, tại vì cái nồi của ông Chính là kế bên nồi của ông Tư. Còn về cái nồi bánh của ông Tư á, là do hồi chiều ông Chính anh đã vẽ một cái vòng bùa ở xung quanh cái nồi bánh đó rồi, nên là cái con ma đó, cái cục màu đen đen đó chính là cái con ma da đó. Thì con ma da này cũng né né cái nồi của ông Tư, rồi bắt đầu là lướt qua chỗ cái nồi của ông Chính, thì thấy là cái cục đen thui nó ngang, nó ngồi ở gần sát đống lửa luôn, mà nó ngồi giống như là nó đang sưởi ấm vậy đó. Rồi ông Chính là do một cái người mà làm nghề thầy bà mà tới đây là biết rồi, gặp một con ma da thì ông Chính liền đi vô trong nhà lấy ra một cái roi cá đuối, chứ lại là một cái hũ gì nhỏ nhỏ mà bằng mũ nha. Thì anh này anh kể chuyện á, mà anh kể lại cho mình nghe là cái hũ giống như là cái hũ mũ mà để đựng chao vậy đó, cái hũ nhỏ xíu vậy đó. Sau khi mà quay trở ra thì ông chú Chính ông mới thấy là cái con ma da này nó đang đút đầu vô trong cái nồi bánh tét của ông vậy đó, rồi chuẩn bị là phá cái nồi bánh của ông rồi. Thì tới đây á, là ông Chính ông liền nhào ra, ông lấy cái roi cá đuối, ông lấy cái roi cá đuối màu trắng nha, ông mới quất lên người của con ma da này. Sau đó thì ông Chính niệm bùa niệm chú gì đó rồi mở cái hũ chao đó ra, rồi kế tiếp là còn lấy một cái lá bùa tán lên trên người của con ma da này, thì thấy rõ ràng luôn nha, là cái con ma da này tự nguyên một cái cục đen đen thùi mà bự chảng, thì nó đang teo lại teo tóp lại nhỏ dần dần dần. Rồi sau đó thì ông này mới bắt cái con ma da đó và bỏ vô trong cái hũ mà nhỏ nhỏ như hũ chao này á. Thì hồi này là ông Tư không biết làm sao, ông đang phóng một cái dèo, ông đi từ tuốt ở ngoài ông đi ra, ông nói: "Rồi rồi tao thấy rồi hen, con ma da hôm rày phá cái nồi bánh của tao hen đó."
Là khi này ông Tư ông biết rồi, thủ phạm mà đã phá hư hai cái nồi bánh của ổng chính là con ma da này. Ngay lúc đó luôn thì cái ông chú Tư này ổng mới cầm, ổng giật lấy cái hũ đó, ổng giật lấy hũ thiệt là lẹ luôn, rồi ổng giục vô trong cái đống lửa mà đang cháy. Thì khi này là ông chính ổng hốt hoảng luôn, ổng mới tính thò tay vô để mà nhặt ra lại thì không có lấy được, là ông chú chính muốn cản, chú Tư là muốn giết con ma da đó. Thì ông chú Tư cũng mới chửi ông chú chính: mày không biết nó là ma da hay gì, bộ mày tính để cho nó còn sống ở đây rồi nó kéo chân mấy đứa nhỏ, nó kéo chân của mấy người dân mình chết hay sao? Là ông chú Tư ông chửi ông chú chính vậy đó. Thì ông chú chính này mới nói: không phải, cái con ma này nó hiền, hồi đó giờ nó không có hại ai hết trơn á, nó lạnh nó đói thì nó lên đây nó sưởi ấm mày, nó ăn chút thôi, chứ cái này là dông hiền. Tao tính đem đi lên chùa gửi cho nó tu tập, chứ còn mày mày làm vậy là thất đức quá rồi Tư ơi. Mà chuyện đã lỡ rồi, bây giờ là ông chú Tư ông đã giục cái hũ, mà cái hũ bằng mũ đó, với lại là cái con ma da vô trong cái đống lửa đang cháy đó rồi. Thì á, nghe rõ ràng luôn, nghe là ở trong cái đám lửa của bên cái nồi của ông chú chính á, mới nghe thấy cái tiếng xẹt 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 xèo xèo xèo, sau đó thì bốc ra một cái mùi nó tanh tanh cực kỳ tanh luôn, một cái mùi nó nghe một cái là muốn ớn dội liền trong mình luôn á. Nhưng mà rồi tới đây thì đâu có còn cứu vớt con ma da đó được nữa đâu, thì sau đó thôi cũng kệ luôn, lỡ rồi mà. Và đó là cái câu chuyện thứ nhất trong ngày hôm nay do anh này anh kể lại cho Như nghe để Như cùng chia sẻ với lại quý vị. Và đây là một trong những cái câu chuyện mà Như cảm thấy rất là đặc trưng của khu vực miền Tây mình luôn. Ở miền Tây mình là mà Như thấy ma da là nhiều kinh khủng luôn, mà vào cái thời điểm từ cũng rất lâu rồi thì ma quỷ còn lộng hành dữ lắm, chứ không phải như bây giờ. Bây giờ thì là dương thịnh âm suy rồi. Rồi thì đó là cái câu chuyện thứ nhất trong ngày hôm nay ha. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi qua cái câu chuyện thứ hai luôn. Câu chuyện này thì mình được một cái chị này, chị gửi lại cho mình qua Zalo, và cũng chính chị luôn là cái người đã trải qua cái câu chuyện tâm linh này. Chị thì mình đặt tên cho chị là chị Hồng đi ha. Thì chị Hồng có quen một cái anh người yêu, mình đặt tên ảnh là anh Đạt. Rồi chị Hồng với anh Đạt nha. Chị Hồng này quen anh Đạt, hai người yêu nhau, quen nhau là cũng được 4 năm tháng rồi. Khi này hai người quyết định là chuẩn bị tiến tới hôn nhân, yêu gấp cưới lẹ dữ lắm. Hai anh chị này là đánh nhanh rút gọn ngang, mình là mình khoái vậy đó. Cái bước đầu tiên á, là nhà anh Đạt sẽ dẫn chị Hồng về bên nhà của anh Đạt để mà chơi. Thì nhà của anh Đạt á, là cũng ở dưới miền Tây của mình luôn, ở dưới tỉnh Tiền Giang á. Ở dưới quê của anh Đạt á, thì nhà của ảnh chỉ có ba mẹ ảnh sinh sống thôi. Ảnh có một cái cô em gái nữa, mà cô em gái của ảnh cũng lên Sài Gòn làm luôn rồi. Bữa hôm đó thì không có về. Ở cái lần đầu tiên ra mắt gia đình này á, thì cả gia đình cũng rất là vui vì chuẩn bị chào đón một cái cô con dâu mới. Thì chị Hồng này á, chị là một người khá là xinh xắn, dễ thương với còn lễ phép nữa. Với lại á, là chị Hồng này bả hay ở một điểm là chị Hồng á, biết nắm bắt tâm lý của những cái người lớn, nên là cả ba mẹ của anh Đạt á, đều rất là yêu mến chị Hồng luôn. Không biết quý vị có nghe không chứ giờ kế bên nhà Như á, là người ta đang đập sập mấy cái nhà, nghe ầm 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 luôn, không biết giờ là thu âm vô có nghe không nữa. Thôi mình trở lại với câu chuyện tiếp nghe, mong là cái tiếng ồn này á, sẽ không có vô trong cái mic này. Thì sau khi á, mà chị Hồng về chơi, đợt đó về chơi á, là chơi tận khoảng 3 ngày luôn, do lâu lâu á, mới được đi về quê một lần nên là về phải chơi một lần cho thiệt là đã vậy luôn đó. Thì cái ngày đầu tiên là buổi sáng á, cũng ăn uống rồi đi chơi chỗ này chỗ kia đồ đó thì cũng bình thường. Tới buổi tối á, thì nhà của anh Đạt á, mới quyết định là sẽ nấu cái món lẩu, nấu lẩu Thái với lại là làm cá tai tượng chiên xù để mà đãi chị Hồng. Thì chị Hồng này cũng rất là biết điều,
Ở nhà ai làm gì chị cũng xuống chị phụ sự hết. Nói chung á là chị rất là dễ thương, nên là bác trai bác gái ai cũng mến chị dữ lắm, cũng cưng chị giống như là con trong nhà luôn vậy đó. Rồi thì tới buổi tối đó hen, tới cái bước nấu lẩu là chị sẽ đảm nhiệm cái công việc là phụ bếp thôi, chứ còn mà chính bếp á là do mẹ của anh Đạt đảm nhiệm rồi, chứ chị về mà chị giành thể hiện á là đâu có được. Thôi để cho người nữ công gia chính á làm thôi, chị tới thì phụ là được rồi. Thì chị tới chị cũng lặt rau lặt cải cắt cà chua vậy thôi. Đang trong cái lúc mà chị Hồng chỉ lặt rau á thì mẹ của anh Đạt á là mới đi lên trên phía trước, là ba của ảnh á thì ở phía trước rồi, họ sớm giờ không có xuống. Còn anh Đạt á thì ảnh ngồi lại ở đó với chị. Thì anh Đạt ảnh đang chặt dừa để mà ảnh lấy nước dừa, thì một xíu ảnh có công chuyện á ảnh cũng đi lên trên luôn, chỉ còn lại cái khu vực sau bếp này á lại có một mình chị Hồng ngồi ở đó hà. À, mình diễn tả về cái khu vực bếp ở nhà anh Đạt nha, không phải là những cái gian bếp mà nối liền với trong nhà của mình như vậy đâu, mà cái khu vực bếp của anh Đạt á là nguyên ở một cái nhà ở phía sau, giống như là tách biệt với khu vực nhà ở phía trước vậy đó. Khu vực nhà bếp của nhà anh Đạt á là được làm giống như là dạng của một cái nhà tiền chế vậy đó, là ở trên nó sẽ có mấy cái tấm tôn lót cao ở trên, còn xung quanh á là không có được bao bọc bởi những bức tường đâu, để không vậy đó, xung quanh vậy cho mát. Còn ở chỗ khu vực cái bếp lò á, thì là nhà của anh Đạt á có làm lên những cái miếng tôn che chắn lại cho gió nó không có thổi vô, và ngồi ở phía sau bếp này á, nhìn ra ở phía sau là sẽ thấy vườn dừa rồi vườn trái cây cam quýt đồ á là thấy ở phía sau, tại vì nhà của anh Đạt á là trồng cũng khá là nhiều loại trái cây luôn. Thì đang trong lúc mà chị Hồng á chỉ ngồi là chỉ đang lặt rau ha, chỉ đang lặt rau thì chị mới nghe tiếng gọi. Nghe cái tiếng kêu này á chính là cái tiếng kêu của mẹ anh Đạt, là mới kêu như này nè: Hồng ơi, Hồng ơi Hồng. Đó là nghe rõ ràng là tiếng mẹ của anh Đạt kêu vậy đó. Thì chị này nghe tiếng bác gái kêu mà chị mới ngóc đầu lên chị dòm, thì chị thấy là mẹ của anh Đạt đang đứng ở phía sau của cái nhà bếp này. Thì chị Hồng chị cũng lên tiếng: dạ con nghe nè mẹ. Đó mới về vậy đó, chứ xưng hô mẹ nghe ngọt sớt vậy đó, nên là mẹ của anh Đạt nghe khoái dữ lắm. Rồi á thì sau đó cái người mẹ của anh Đạt này mới nói: Hồng con ra đây nè, lấy cái này cho mẹ đi, ra đây con. Thì chị Hồng này chỉ cũng nghe lời thôi, chỉ đi theo lại cái hướng mà mẹ của anh Đạt đang đứng đó, chị mới đi lại gần ở chỗ đó. Khi mà chị vừa đi tới gần thì chị thấy là mẹ của anh Đạt đã đi ra phía xa một chút nữa rồi, mà mẹ vẫn lên tiếng mẹ gọi mẹ kêu như nè: Hồng ơi, lẹ lên con ra đây con. Thì chị Hồng này lại tiếp tục là đi theo cái hướng của mẹ anh Đạt, đi theo vậy đó, cứ lặp đi lặp lại hoài. Một hồi á, là chị đã đi cách khu vực của nhà bếp này cả 100 mét luôn, không biết làm sao á, chị vẫn thấy rõ đường để mà chị đi, do ở ngoài đó là vườn mà đâu có ai đâu mà đốt đèn ngoài đó, mà chị vẫn thấy đường để mà chị đi luôn, mới ghê chứ. Là chị vẫn thấy rõ mẹ của anh Đạt á là đi ra ngoài, vẫn thấy rõ là mẹ mặc cái bộ đồ đó, thì cái quần đó cái áo đó là tóc tai y chang vậy, chính là mẹ của anh Đạt đó chứ đâu. Rồi chị này chị cứ đi theo hoài vậy đó. Tới một lúc sau á thì chị cảm thấy là hồi này chị bị ướt mình, tức là chị đã đi và chị lọt xuống một cái ao rồi. Tức là hồi nãy giờ chị đi, chị cứ đi hoài như vậy đó, tới khi mà chị thấy chị ướt ướt mình lúc này á là chị đã lọt xuống một cái mương rồi. Thì hồi này á lúc mà rớt xuống mương rồi chị thấy người ngợm của mình ướt nhẹp, thấy lạnh, cái điều đầu tiên là cảm thấy lạnh, rồi thấy bùng sình nó nhớt nhớt ở dưới giò của mình thì chị mới giật mình. Hồi này á là bắt đầu là chị tỉnh táo rồi, chứ còn hồi nãy á giống như là chị bị thôi miên vậy đó. Chị cứ đi theo cái tiếng gọi Hồng ơi Hồng à, là chị cứ đi theo cái tiếng gọi đó hoài vậy đó. Lần này á khi mà thấy mình đã ướt nhem ướt nhẹp rồi, mà ở cái chỗ gì mà tối thui vậy nè, chị Hồng chỉ sợ quá trời sợ luôn, chị mới lên tiếng kêu: Anh Đạt ơi, anh Đạt ơi, cứu em, má ơi, ba ơi, cứu con.
chị lên tiếng chị kêu mà chị khóc miếu máu luôn, chị la rất là dữ, chị sợ mà xung quanh mình nó trời tối thui toàn là cây cối gì không à, mà hồi này á mình còn lọt cái dưới bùn vậy đó. Sau một lúc mà nghe chị kêu la vậy đó, anh Đạt á với lại là ba mẹ của anh mới chạy thiệt là lẹ đi ra ngoài đây để mà đỡ chị lên, lôi chị lên. Thì cái đôi dép mà nãy chị mang á nó dính tuốt ở dưới bụng á, mà bây giờ kéo lên thì cái đôi dép nó bị đứt luôn rồi. Rồi sau đó thì chị này á chị cũng mình mẩy tèm lem bùng sình vậy không, cũng đưa chị vô. Rồi chị tắm rửa xong một hồi á hỏi chị sao con làm gì con đi ra ngoài đó làm chi vậy, tối thui rồi con ra ngoài đó con làm gì. Thì mẹ của anh Đạt á mới hỏi lại là chị Hồng vậy đó. Thì chị Hồng chị mới nói hồi nãy á con thấy mẹ đứng ngoài đó, mẹ kêu con ra ngoài thì con nghe mẹ kêu là con đi ra thôi, con cứ đi ra hoài vậy đó, con đi tới khi mà con lọt xuống cái mương đó người ngậm con ướt nhem ướt mềm vậy nè. Khi mà nghe chị Hồng chị kể lại như vậy thì á cái người mẹ với lại là người ba của anh Đạt cảm thấy hơi kỳ kỳ rồi. Tại vì hồi nãy là mẹ của anh Đạt đâu có kêu đâu có nói gì đâu, mẹ của ảnh do mắt đi lên ở hôm trước để chuẩn bị đồ ăn ở hôm trước rồi, chứ đâu có đi xuống phía sau này, với lại là đâu có lên tiếng kêu chị Hồng đi đâu đâu. Rồi thì thấy cũng hơi ớn ớn, hơi ghê ghê rồi nghe. Sau đó là cho chị Hồng lên trên phía trước ngồi coi truyền hình với lại là ba của anh Đạt luôn, không có cho chị Hồng xuống bếp nữa. Và đó là cái ngày đầu tiên của chị Hồng ha. Qua tới cái ngày thứ hai là bữa này là cái lúc buổi trưa trưa nha. Buổi trưa thì ở dưới đây do anh Đạt ảnh giăng mấy cái võng dưới mấy gốc dừa ngủ mát với lại là đã cực kỳ luôn. Giăng một cái võng ở xung quanh một cái ao cá nên là vừa có nước ở dưới mát rồi dưới bóng cây mát nữa, ngủ rất là đã, ngủ rất là ngon luôn. Thì chị Hồng chị nói chị nằm ngủ, chị ngủ từ hồi 11 giờ, chị ngủ đâu tới là 12 giờ mấy đó. Thì hồi này chị mới nghe thấy tiếng kêu, là chị nghe thấy tiếng kêu của mẹ anh Đạt đó, mới kêu Hồng ơi con dậy chưa con. Thì chị Hồng chỉ nghe kêu mấy tiếng vậy đó, chị đang lờ mờ với ngồi dậy chị nói dạ con nghe là mẹ. Thì chị cũng hơi buồn ngủ, chị nói vậy đó. Rồi sau đó là thấy mẹ của chị Hồng đang đứng ở dưới một gốc dừa mà mới kêu chị Hồng lại, Hồng ơi con lại đây mẹ chặt dừa cho con uống nè. Thì chị Hồng này hồi này mới ngủ dậy bà cũng hơi khát, rồi bà cũng đi lại chỗ ngay cái gốc dừa đó. Khi mà chị Hồng vừa tới gốc dừa đó hen thì thấy là mẹ của anh Đạt đang ngồi ở đó, đang chuẩn bị là hái một cái trái dừa ở trên cây xuống. Do cái cây dừa này là dạng cây dừa sim á, nó không có cao, cái thân thì chỉ cao lên tầm 2 mét thôi, rất là dễ dàng để có thể là hái những cái trái dừa đó xuống. Do dáng của mẹ là hơi thấp người một chút xíu nên là mẹ của anh Đạt mới kêu là kêu chị Hồng á, Hồng ơi con đi lại đằng kia con lấy cái ghế đẩu cho mẹ đi. Là mẹ của anh Đạt mới chỉ ra ở một cái gốc dừa xa xa, cách đó chắc cũng tầm khoảng 20-30 mét đó, mới chỉ lại đó. Thì chị Hồng chỉ dòm qua là chị thấy ở dưới cái gốc dừa đó là cũng có một cái ghế đẩu. Rồi thì chị cũng biết chị đi lại cái chỗ ghế đẩu đó để mà chị lấy cái ghế lại cho mẹ hái dừa thôi. Thì chị cũng đi bình thường. Chị đi đâu tầm khoảng 15 mét đó, thì chị mới nghe thấy tiếng kêu. Mà cái tiếng kêu này là tiếng của người đàn ông. Thì người này không ai khác á, chính là ba của anh Đạt luôn. Thì cái giọng của ba thì giọng ba trầm trầm, ba mới kêu vậy nè, Hồng Hồng thôi đi vô đi con, quẹo vô đi đừng có ra lấy cái gì nữa hết á, đi vô đi. Thì chị Hồng ở đây giữa hai người, một người thì kêu mình đi lấy cái ghế, còn một người thì kêu mình đừng có đi lấy ghế. Bây giờ vợ nghe ai vợ làm sao vợ, thì chị Hồng chỉ đứng chị gãi đầu, chị mới quay qua chị nói chuyện với lại là mẹ của anh Đạt. Chị mới quay qua cái hướng của mẹ anh Đạt nói mẹ giờ sao lấy không để con lấy. Khi đó thì chị mới nghe tiếng của ba anh Đạt mới nói là thôi đi vô đi không có lấy gì hết á, đi vô đi. Thì chị nghe là ba quát lên vậy đó thì chị cũng sợ quá, chị đi vô. Thì cái lúc mà chị quay qua lại chị chính nói cái gì đó với mẹ, thì vừa lúc chị quay qua là vừa mới lúc nãy là thấy mẹ của anh Đạt đang đứng dưới gốc dừa đó nghe, còn thấy còn đang cầm con dao nữa, mà bây giờ lại dòm qua thì hoàn toàn không có thấy là mẹ của anh Đạt đâu luôn. Không biết là mẹ của anh đã đi đâu mà lẹ anh vậy. Chỉ trong một cái quay đầu thôi mà chị Hồng á chị đã không có thấy vậy nữa. Thì hồi này chị thấy kỳ kỳ rồi nghe, chị liền quay qua cái hướng ba ba của anh Đạt đó để mà chị hỏi là mẹ đâu rồi ba.
thì vừa quay qua bên hướng của ba anh Đạt á, thì lần này quay qua lại cũng không có thấy ba của anh Đạt luôn. Ủa là sao? Chị dòm vòng vòng xung quanh đó không thấy ai trơn, chỉ thấy có mỗi anh Đạt là anh đang nằm trên võng, anh nằm vắt vẻo đằng đó thôi. Thì hồi này chị đâu có hiểu vấn đề gì đâu, chị mới đi lại chị kêu anh Đạt, mới kêu anh dậy đi anh, em mới thấy cái gì kỳ lắm. Thì sau đó anh này cũng lờ mờ anh tỉnh ngủ, rồi anh mới hỏi chị cái chuyện gì mà chị thấy kỳ. Thì chị cũng có kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh Đạt anh nghe. Thì anh Đạt anh mới nói là mẹ của ảnh đang nằm ngủ trưa ở trong phòng kìa, đang nằm ngủ trong cái lạnh ở trống á. Còn ba của anh Đạt á, là ba của ảnh đi qua nhà hàng xóm chơi rồi, giờ chưa có về nữa. Thì chị thấy lạ lạ rồi nghe, chị mới đi vô trong phòng của mẹ anh Đạt mới kiểm tra, là thấy mẹ đang nằm ngủ trỏng á, đang nằm ngủ rất là ngon lành luôn. Còn ngay lúc đó thì ba của anh Đạt á, mới dắt xe đi từ ngoài cổng đi vô, là ba của ảnh bây giờ nè đi chơi mới vừa về đó. Thì lúc đó là cái chị này chị cũng thấy hơi ớn ớn rồi nghe, không biết là tại sao á, chị lại gặp mà hai cái người đó không phải là người nữa, là do cái dông vía gì đó đã hiện ra như vậy. Chị này mới đầu là chị không có hiểu đâu. Sau đó chị cũng có kể lại cho ba mẹ của anh Đạt nghe. Thì cũng rất là may mắn, ba mẹ của anh Đạt á, cũng là những cái người tin vô chuyện tâm linh. Thì á, mẹ của anh Đạt mới giải thích như vậy nè, có thể á, là cái chị Hồng này á, đã bị chọc ghẹo bởi một cái vong hồn nào đó dứt dưỡng ở ngoài giường. Do cái khu vực ở ngoài giường nhà của anh Đạt này nè, hồi trước á, mua thì cái chỗ này ở phía sau á, là có nguyên một cái hố bơm, là bị bơm trong chiến tranh á, nổ. Thì sau này á, là gia đình của anh Đạt mua thì cũng có lấp đất lấp cát lại rồi. Trước đó thì không biết có ai chết ngoài đó hay không thì thiệt sự là không có biết, do sau này á, là ba mẹ của anh Đạt mới mua thôi. Còn lý giải thêm cái sự việc mà tại sao là chị Hồng này chỉ lại nhìn thấy một người giống như là ba của anh Đạt kêu là quay trở vô trong nhà đi, thì cái người đó có thể là một cái người thân ở trong gia đình nè đã hiện ra để mà kêu chị vô. Chứ mà không á, chị nghe theo lời của cái dông mà giả dạng thành mẹ của anh Đạt đó, nghe theo lời của cái dông đó có thể là chị lại đi tuốt tuốt ra ở ngoài giường rồi chị lại té sông té bờ giống như ngày hôm qua nữa. Thì mẹ của anh Đạt mới lý giải lại là như vậy đó. Rồi thì sau đó chị cũng rất là sợ, cũng ớn dữ lắm nghe. Nhưng mà rồi thì sau đó đâu có thể gì cái chuyện ma cỏ mà hai người trở nên xa cách được. Rồi thì chị Hồng cũng kết hôn với anh Đạt luôn. Nhưng mà sau cái ngày hai anh chị đám cưới rồi á, là chị đi về dưới nhà của anh Đạt này là không có còn gặp bất cứ một cái hiện tượng gì nữa hết trơn á. Giống như là chị đã được gia đình, ông bà của anh Đạt á, đã che chở nên là chị không có gặp gì hết trơn á. Rồi thì đó là cái câu chuyện thứ hai trong ngày hôm nay kể về một lần mà chị này á, chỉ về gặp mặt ba mẹ chồng lần đầu mà bị ma chọc ma hù cỡ đó luôn ha. Cũng rất là hên, chứ không là mình còn sợ là chị Hồng này sẽ bị những cái dông đó quấy phá nặng hơn, cứ mỗi lần về là sẽ bị chọc, nhưng mà không có, rất là may mắn luôn. Rồi thì câu chuyện này cũng đã khép lại trong cái tập truyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe nghe. Nếu quý vị thấy hay nhớ để lại cho Như một nút like và bấm nút đăng ký để có thể theo dõi những video kế tiếp nha. Như kể với quý vị nghe là chỗ của Như mới có một cơn mưa quý vị ơi, có một cái cơn mưa sau những cái ngày mà nắng gắt, mà cái cơn mưa này chỉ là một cái cơn mưa rào qua, ào qua cái vậy đó, rồi sau đó thì hết mưa. Mà sau cái đợt mưa này xong á, nắng xuống thì hơi nước nó bốc lên á, thì bây giờ cái nhiệt độ chỗ của Như á, là nó còn nóng gấp mấy lần hôm bữa luôn. Thì cái chỗ của Như là đã có một cái cơn mưa vậy đó, mà cái cơn mưa này không có mát nha, cơn mưa này đem lại sự nóng nực không à. Còn ở chỗ quý vị á, là có mưa chưa? Ở chỗ nào quý vị có mà mưa lớn á, hay là mình có tuyết như ở nước ngoài đó, là ở chỗ của mấy quý vị là có tuyết nữa, quý vị cùng bình luận vô trong cái video của Như nghe, để đem lại một chút mát mẻ cho những khán giả đang phải chịu cái thời tiết nóng nực này nghe. Rồi ngay bây giờ xin cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị luôn đồng hành cùng Thiên Như, cảm ơn quý vị nhiều dữ lắm. Rồi thì ngay bây giờ xin hẹn gặp lại quý vị ở tập sau nghe. Bye bye quý vị.